Chào anh nhá. Sĩ ở nhà không nhỉ? Ở à? Anh đi đâu? Đi rẽ về. À, nhà anh cũng không phải ở đây à? Nhà ở bên kia đấy. Tại bên kia, là giao thông sản chỉ chứ nhỉ? Thế cảm ơn anh nhá. Wow, đây có cái đồ ở đây. Chào hai bạn nhá. Em lên đây chơi à? Em đang nghe ở nhà không? Anh Xí tí nữa nó mới về. Em là vợ anh Xí à? Không, em là em gái thôi, vợ. À, vợ em vợ đâu? Vợ đi. Thế anh trai đi đâu rồi? Anh trai đi đào măng. Nó lại không mang điện thoại nữa để cho vợ. Sao lại đi đào măng? Anh nhắn rồi lại đi đào măng. Nó sợ anh không qua anh. Bỡ đi. Thế đây là con của em à? Không, đây là em út mà. Em út à? Thế bây giờ em còn chưa lấy chồng là con nữa. Đây là bạn trai à? Đây là bạn. Ôi bạn trai thì cứ bảo bạn trai đi, ngại cái gì? Wow, cái này to nhỉ. em ra nhà ở đâu? Em Bắc Cạn rồi. Từ Bắc Cạn lên đây chơi. Hôm nay lấy chọn bò. Thế là không? Điện sang đây. Chắc cũng không phải là bạn bình thường rồi nhỉ. Thế bây giờ lên vào nhà em được không? Vào nhà được không? Nhà em, anh thì vào nhà. Nhưng mà bố em lại không ở nhà. Có em thì mới được chứ, có em mới vào mới ấy chứ. Chứ mình anh đi rồi ngại. Đợi thì anh Xí qua. Rất anh nhớ vào nhà. Thôi thế mấy anh cùng nhau vào. Thế vào. Úi giời ơi. Đây. Đạn rơi rồi kìa. Đây đạn rơi rồi. Đấy đạn rơi rồi. Xin chưa? Cái này xin. Đây. Cái này xin. Đây. Phải đạn không? Xin mày, cái gì xin. Đây là vợ. Em sinh năm bao nhiêu? Em 25. Ui 25 à. Này anh nhìn nhầm cái đường ở ngoài kia này. Nhầm ở xuống dưới kia cơ. Em thế em là ở đây đợi anh à hay là như nào? Hả? Em là ở đây đợi anh, em sợ không biết đường đúng không? Ba, con thấy mà. Đường lên đây khó nhỉ. Ơ mà làm sao lấy xe lên đây được? Anh thấy ở bên góc bên kia dốc, anh sợ trong này không lên được nên là anh để ngoài kia. Ơi. Wow. Ở đây có cái này mang ăn được không em? Không thôi. Không nhỉ? Ừ. Đây. Đến nhà xù. Rồi, chào em nhá. Tối đi. À mất điện hả? À. À ok em. Thế là mất điện à? Cứu, phải lấy tủ. Cái này từ lướt thả. Nó quá nhỉ. Cái này có tầm bố lúa à. Ngoài này. Ờ. Cái này có thấp quá. Hả? Đây, em là vợ Xí à? Mà Xí tên thật là gì đấy anh? Tên thật vẫn là Xí. Em là Xí à? Thế vậy bây giờ anh trai đi ấy tận đâu rồi? Đi lấy mang tận đâu? Bên kia rồi. Ở dưới này là trồng cái gì đấy? Hồi à? Ôi mà ở đây nhìn thấy thị trấn luôn rồi nhỉ? Nhìn thấy mà. Cây này gọi là cây gì em? Cây tre. Nó tre gì nhỉ? Anh chưa thấy bao giờ nhưng mà nhìn thấy mấy cái đốt này lạ này. Kiểu nó khô. Đó. Hay là trước đốt gốc ấy? Tre này nó có tự nhiên. Tự nhiên như này á?
Con đi học chưa? À? Con đi học chưa? Con đi học lớp mấy rồi? Hả? À? Cái đến lớp 3 câu 4 đi mẹ. Anh trai của em đi đào mang sao không? Cũng gần thôi. Phải đi tận đâu? Chắc là đào chuyên đủ. Một mình đi hay là với ai đi? Một mình thôi. Mai trồng ngô anh đi đào chắc. Mai trồng ngô á? Nhiều người à? Vâng. Em còn đi học không? Em không học đâu. Rồi. À. Em học hết lớp 9. 5 giờ, 4 5 giờ kém nhỉ. Anh nhà đâu? Anh trên Bảo Lạc cơ. Em chờ. Chọc chê. Nhà có mấy anh chị em? Nhà có 3 đến 5 nhà là 4 5. Em là út à? Không, thứ hai. Thứ hai thế còn hay đây ở út hay là con của sĩ? Đây là út. Út gì? Sĩ đâu có con đâu. Đây là vừa lấy rồi. À. Đây là vợ hai. Sao lại bảo vợ hai được? Thì vợ cả đi đâu? Sao bảo vợ hai? Thì một vợ thôi nhưng mà sĩ lấy vợ lần hai. À thế thì. Đấy. Thế chị cả lấy chồng chưa? Ở đây hết à hay đi làm rồi? Đi làm ở Bắc Giang. À. Đây có cái mật nhiều nhỉ? Mật đắng. À, kia có cái tổ chim hay gì kia phải không? Trên đồi cao hay là đồi Mông Ân? Ở đâu? Đồi Mông Ân. Trên đó, cao. Trên tít trên kia. Vâng. Đó. Thế qua đâu đi? Qua cái làng đối diện làng trước đúng không? Vâng. Qua trường học. À. Anh chưa đến. À, thế em cũng đi làm không? Nhà lấy chồng à? Chưa thích lấy. Em chào chị nhá. Đây chị gái à? Đây chị gái à? Đây chị dâu. Tính là chị dâu. À chị dâu. Tất nhiên là ở đâu Bắc Cạn em ấy? Em chợ đồ. Chợ đồ này. Chị dâu lên đi xe được lên trên này tay lấy lụa đấy nhỉ? Mấy anh sợ vào trong này còn đường khó hơn nên là anh vứt bên trong kia. Giờ muốn đi được. Đi là đi được. Thế anh trai đi ấy mang sao không? Tận đâu? Ờ, cái nhà nhìn bên kia ấy, có cây tre kìa, xong nó qua bên kia. Cái ngay ngã ba ngoài kia. Vâng. Ở đây chỉ có mỗi nhà em thôi. Kiểu ở đây nó ít dân tộc Mông. Thế đây nhà bên kia là sán chỉ. Chỉ có mấy cây bên tre bên kia nó tre đi sang bên kia mới có 2-3 nhà Mông. Thế từ đây lên trên đồi Mông Ân là qua đồi bên kia. Vâng. 205 hay là bảo chị dâu. Em ơi. Chị hết bảo. Bảo là 208. Uy 208. Vâng. Thế em là 205. Vâng. Bây giờ thế lại chỉ dâu lại là
này còn trẻ hơn em chồng. Ăn kẹo không hả? Ăn kẹo không? Ăn kẹo không hả? Con ăn kẹo không? Không ăn đây. Không ăn đây chị. Đi ra hồi nhỏ rồi. Ôi sao lại không ăn kẹo hả? Mua cho chú mang về nhà nhá. Cái này cho chú mang về nhà nhá. Được không? Cho chú không? Chú mang về nhà bây giờ. Cái để cho. Không cho. Sao lại không cho? Cái để anh tí mua mua cho rồi không cho. Pưng pưng pưng. Chị anh cho. Chú không biết đâu. Chị anh cho. Chú không lấy về đâu nè. Nè. Nó say mà. Chú đủ con đây mà. Này. Ok, giờ nó chứ mất cả đi ha. Rồi nhanh nha. Thế ăn ăn kẹo không? À, ăn kẹo không? À, ăn kẹo không? Kẹo chú mua về để ở trong túi ở trong kia. Ăn không? Thanh niên này rối nhanh nhỉ. Các con ở nhà hưởng thụ thôi. Sướng thế. Thế em đi làm rồi hay ở nhà? Nhà. Sướng đi làm. Không học thì đi làm chứ. Bố mẹ không cho thì ở nhà ăn bám thôi. Thế sao lại bố mẹ không cho đi làm? Kiểu sợ như một số người ấy. Kiểu đi xong là hư hỏng. Chắc bố mẹ sợ thế nên là mới không cho. Sao lại sợ hư hỏng? Đấy là do bản thân mình chứ. Mình bảo thế rồi nhưng mà mẹ không cho. Thế ở nhà lấy chồng. Chưa thích lấy. Ở đây là mận Tâm Hòa, mận đắng hồi xưa. Không biết mận nào, chỉ biết là mận đắng. Ở đây bình thường như bọn em thì có làm ruộng nhiều không? Dạ, ở đây chắc là cũng làm nhiều. Em là sinh năm bao nhiêu? Em 2008. 2008 à? Vâng. Em tên gì nhỉ? Em tên là Xuân ạ. Xuân. Vâng. Em người ở đây luôn hay là người chỗ khác? Em ở Yên Bái về. Quê tận Yên Bái. Vâng. Đây mọi người này, ở đây thì cuộc sống ở đây nói chung là rất là vất vả. Nhưng mà em đến đây gặp Xí chắc là cũng một cái duyên rất là dài đấy, đúng không? À, Xí với em là quen nhau trên mạng hay như nào? Quen nhau trên mạng không ạ? À, ok, trên này là một cái tròi của cái chuồng trùng bò đúng không? Vâng ạ. À, đây. Đây là trùng bò nhà em. Ui, bò nhìn có vẻ hung dữ thế. Không. Có mấy con đây? Một con thôi nhỉ. Ở đây thì nói thật thì cảnh rất là đẹp, nhưng mà cho anh hỏi chút. Anh là bọn em quen nhau trên mạng hay như nào? Quen nhau trên mạng ạ. Quen nhau trên mạng à. Wow, quen được 3 tháng nên mới về. Quen 3 tháng về rồi. Wow. Ở đây rồi. Em đến đây rồi, em có cảm nhận như thế nào ở đây không? Cuộc sống ở đây với bên quê của chỗ em không? Ở đây không khổ như quê chỗ em. Và lại ở đây nó thật. Ở đây thoải mái hơn chỗ quê em ấy, quê em còn ấy hơn à? Quê em còn khổ hơn ở đây. Gặp nhau ở đâu? Facebook hay là ở dưới kia? Gặp ở dưới Facebook xong là lúc đấy là Xí ở Quảng Ninh. À. À, trước Xí cũng bảo là nó đi làm ở Quảng Ninh một thời gian rồi, thì thời gian chưa đến Tết. Vâng ạ, Xí nó làm ở dưới Quảng Ninh. À. Xong là mới quen nhau, xong là Xí nó mới lên, lúc đấy em đang làm trên Lạng Sơn, à. Xí lên đấy. Ừ. À, chỗ em có theo đạo không ở đây ấy? Là có. Có. Là ví dụ như anh hỏi một chút này, ví dụ nếu mà những cái sinh hoạt hàng ngày nó có kiêng kiệng cái gì không?
không không kiêng cái gì làm nào? Có kiêng uống rượu uống bia ta không uống chứ? kiêng rượu bia, chỉ uống nước ngọt với lại còn kiêng Uống nước ngọt, uống nước ngọt thôi, đại loại là uống nước ngọt thôi. vâng, Còn ví kiêm dụ nhiều thứ. như thịt này kia, ví dụ đôi lúc ví dụ như thịt các thịt thịt lợn thịt gà này kia tiết canh thì bỏ là hay là Tiết canh là cho họ không, địa đạo này là không 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 ăn được. không được ăn đúng không? Vâng, chỉ ăn con gà thôi, còn tiết canh là không ăn được. À. Thế tối tối nay ăn rau gì? Đây mọi người ạ, ở đây thì cuộc sống đại loại là nếu mà không suy nghĩ nhiều thì mình ở đây thì cũng rất là, nói chung thì rất là yên bình đúng không? Em về được đêm còn không muốn đi ngoài. Nhưng bình thường ở đây nhà mình có ăn mèn mèn không? Hay là vẫn ăn gạo bình thường? Nhà mình không ăn. À. Tại vì anh cũng hay xem các kênh mà họ hay chia sẻ ở bên Tây Bắc, họ toàn hay ăn mèn mén. Ở đây vẫn có nhà ăn nhưng mà nhà em không À, đây ăn. đây đây mẹ à. Vâng. Chào cô nhá. Cháu bảo đến chơi với con trai cô một tí, nhưng mà con trai là bảo đi đi Đào đi măng. đi đi đào măng rồi. Mẹ trẻ thế. Cuộc sống của mình ở vùng quê thì thật sự mà nói thì nó cũng nhiều cái cũng rất là gian nan. Nếu mà các bạn ở thành phố này mà các bạn nào mà nhìn được những cái cảnh này thì thật sự mà nói thì mình cũng không biết tả như thế nào. Đại loại là cuộc sống yên bình, nhưng mà nếu mà ai mà có cái mục tiêu to lớn hơn thì chắc chắn sẽ có cái nghị lực phấn đấu hơn. Đây. Nhưng mọi người xem ở đây thì căn nhà Nên là họ bình lên thường tà chứ mà lên cháu tà. mà họ ở đây lập gia đình rất là trẻ cơ. Có 15, 16 Còn lúc tuổi bà thôi rửa này mà mẹ. họ đã lấy chồng rồi. Đó. Ở bên trong này thì trời hơi tối nên là mình không thể quay được cho mọi người xem. Đây mình sẽ đi xuống dưới này. Để cho mọi người Cái lô họ họ lên nè. nhìn xung quanh ở đây, view ở đây cực kỳ đẹp luôn. Đó. Bố gái lô, con gái lô chỉ mua. Phía xa xa bên kia nhìn bao quát rất là đẹp luôn. Có sợ bị nổ xuống dưới không Không. này? Em thế em là từ trước Tết 30 là về là ở đây luôn đến giờ. Vâng. Chưa 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 về 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 nhà. Chưa, bà là về cưới nên không về. Thế thế bao giờ cưới? Đó. Thế bao giờ à, cưới? Lúc nào có tiền rồi cưới. Ở đây không bon chen mấy nhỉ. Đây không, mới nhà một nơi này không. Mỗi nhà mình nay chả biết đi đâu chơi nữa. Thế hôm nay là không có điện à? Hôm nay không có, không biết điện nó. Hết nước rồi. Đấy mọi người ạ, ở đây sống yên bình. Một cô gái xa xôi mà bằng lòng về đến đất Cao Bằng ở mọi người ạ. Trước khi em lên đây em có do dự hay là suy nghĩ gì nhiều không? Có anh, tại vì về không phải là về nhà ngoại mà về
mà là giờ kia về thôi nên là giờ chỗ làm về thôi nên là cũng Thế bố bố mẹ biết chưa? biết, cũng lúc mà về là gọi điện báo nên không biết. Thế là thì bây giờ thì đợi ngày lành tháng tốt thôi. Anh vào nhà. Ok, nhưng mà hơi tối, trong nhà hơi tối, chả nhìn thấy gì. Làm gì đây hả? Tí chú với chú về nhà nhá. Làm gì đây hả? Tí chú với chú về nhà nhá. Cậu đi với chú. Đi với chú. Đây hôm nay mất điện nên là tình trạng nó hơi tối. Thôi ra ngoài thôi, ở bên ngoài nó sáng hơn. Chúng ta về rồi. Ê sợ. Chào em nhá. Hẹn anh lại đi đào măng. Đào được, đào được nhiều đấy. Ô, măng đấy ở bên kia là họ họ trồng hay là của rừng đấy. Trồng thế thì đi đi mua chẳng phải à, đi trả giống đi mua à? Học đến thế học đến lớp mấy là công phòng đây em lớp chín này. Từ từ cháu có bận ta là Nên là học đến lớp 9 là mẹ mẹ cho ở nhà. đi học xa không cho đi học. Có cho đi học nghề không? Thì trước trước em định đi học trường nghề xong là mẹ không cho nữa xong là lỡ thi nữa là không học. Đi học 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 nghề được mà, con gái bây giờ học nghề gì cũng được, miễn là có một cái nghề thì nó vẫn tốt hơn. Thì nó Học có chắc các bạn tới không nhỉ? chỉ nói chê chứ khê sao không đâu cũng lâu thế bây giờ nếu mà cho đi học nghề có đi không? không đi nữa Học nghề tự do không phải là vào trường học đâu, nghe làm đẹp chẳng hạn được mà. Bây giờ bọn con gái tự do, thứ nhất là tự do tài chính này cũng là một cái lợi thế rất là tốt. thế nhưng mà có được như thế đâu Không được, mình có quyết tâm hay không thôi thì học thì sao được. mình mà quyết tâm đi học á kiểu dân tộc mong bọn em là nếu mà mình thích cái gì mình làm cái đấy Là như nào? kiểu mình nếu mà mình muốn theo đam mê của mình thì mình đi chạy theo đam mê của mình thì mình không nghe mình bố mẹ khuyên kiểu là người ta bảo là không biết Làm gì cái này là hư à, ok. Hư hay là công hư này do bản thân chứ. Cho bản thân luôn. lấy luôn đi lấy Ok. đi à. Bây giờ đây bắt bắt Mà tay cái này, bắt tay từ trước đến giờ gọi là biết nhau, anh biết em lâu rồi, chẳng qua là anh chưa có dịp gặp em thôi. dạ vâng em rất xin lâu đùa Tại vì là kiểu em không hay ở nhà, toàn đi à. làm thôi, đi ở nhà lắm. Mấy vừa vào tưởng thanh niên này là con của Con em. à, đây thằng em út hay đi theo em ấy, đi đâu cũng nó cũng theo em nên là người ta cứ tưởng là con em ấy. Thằng Nhưng mà đăng bài móm móm trên Facebook ý là người ta tưởng con mình thật là đi thôi đâu được là mình tán gái phát mà thôi út được thằng mày mày bố đơn thân mà mày có con rồi làm thôi gì rồi. bịa Nếu nó một Tết Tết về ở đây luôn, không đi xa nguyên nhà bà.
chưa đi, chưa kịp đi tại vì là hoàn cảnh kinh tế thì chưa có ấy. À, okay. Nên là tại vì đến lúc nói thật ấy, mình là con trai ấy, đã xác định thì cứ phải đúng chính xác lại lên. Tại vì là lúc đầu thì nghĩ thế nhưng mà bảo là để lâu thì nó nguội. Đấy, thế là cái về tay. Trước. Đấy, thế là cứ về trước. Rồi là cả hai đi cố gắng rồi làm, đi giả sau cũng được. Mà về thì bên ngoại nó làm khó chút nên là đang tính là như nào sắp xếp sau. Đấy, và em cũng bảo rồi là bên kia mà mọi thứ nó vất vả hơn bên đúng này rồi, nhiều. Đúng rồi. Bên đấy nó vất vả với nó... Nó cứ muốn, kiểu nó muốn là mình theo bên đấy thôi ấy. Đưa đưa những người mà đi hỏi ấy, người hỏi ấy, thì nó muốn đưa là đầy đủ lễ tục lễ các kiểu ấy, đi 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 cưới hỏi ấy. À. Nói chung ấy, nói chung theo thời buổi bây giờ thì nó cũng không nhất thiết là cái này cái kia, nó đúng quá rồi. Gọi là theo hồi xưa quá đâu mà. Đúng rồi, nó bắt theo xưa như tức là bọn em có còn kiểu dạng như là sinh lễ có còn lấy cái đồng xu đồng đồng bạc tròn này không nhỉ? À không có rồi, cái này thì cho, bây giờ không có rồi. Cho ấy theo tiền, tiền mặt hết nhỉ? Bây giờ tiền mặt tiền giấy hết rồi. Đấy, mấy cái đấy thì bây giờ không có rồi. Thế chứ đi làm Quảng Ninh là làm được bao lâu phải về? Em làm được có 2 tháng à, làm được 2 tháng thế là quen vâng. Được vợ này thế là đấy. Nói luôn. Chung là tán tán nhau, hợp ý nhau ấy, ưng nhau thế là về. Thế không được. Vợ bảo là thôi ở đi làm bon chen quá thôi, mình về nhà đi, thế là mới về nhà. Ừ, tại vì từ phải nói là một người con gái xa xôi mà đến đây cũng là cả một cái quá trình rất là dài đúng nên là thôi cố gắng thôi. Đúng anh thì anh cũng giống như em thôi, hồi xưa thì anh cũng giống như em. Đấy, loại là trong làng thôi, mình đều là người dân tộc hết. Vâng. Anh cũng là người dân tộc San Chỉ mà, à. Đồng Dao mà. Nên là đại loại là mình lập lập gia đình ra rồi ấy, thì mọi đúng thứ rồi. Thì nó sẽ mình sẽ có những cái suy nghĩ nó chín chắn khác, hơn đúng và rồi. Có những cái động lực để mình phấn đấu hơn. Đúng rồi, lúc đầu là em nghĩ là mình cứ đi làm ấy thì kiểu mình chưa vợ thì mình hay hay ăn chơi ấy. Ừ. Mình hay ăn chơi xong là bảo thôi mình lấy vợ sau này mình làm được thì tiền mình gửi cho vợ, vợ cầm hết thì mình không không được ăn chơi nữa. Đấy. Chứ... nói chung thì vợ cầm hay chồng cầm đúng như nhau thôi, quan vợ... trọng là cái người cầm nó có giữ được hay không. Đúng rồi. Cũng quan trọng về đấy nhưng mà chủ yếu là vợ cầm thì nó sẽ giữ được hơn. Tại mình con trai mình cầm thì toàn là ăn chơi ấy, còn mình không hay kiểu như em là không hay uống rượu hay là nhậu nhẹt ấy thì nó còn đỡ, còn những người nó nhậu nhẹt mà xong là karaoke các kiểu thì thôi không không giữ được đồng nào luôn. Này em gái còn lớn tuổi hơn lớn 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 tuổi hơn chị dâu. Em gái 25, vợ có 28. Ừ thôi cố gắng thôi, bây giờ nói chung thì mình con trai rồi mình cố gắng thôi. Thế trước đi học thì là không phải đi học đâu đúng không, học nghề nghề tóc đấy đúng không, không phải đi học đâu đúng không? Ừ, lúc đấy là không phải đi học đâu, đấy là không phải là mình tìm đến mà người ta tự tìm đến mình thôi. Anh biết lúc mà. Lúc đầu là em ở nhà thôi chứ em đâu có biết gì đâu. Xong là anh Sơn nó lấy cái số điện thoại của em trên Facebook ấy hoặc là trên TikTok. Đúng rồi, xong là đi làm marketing cho là giới trẻ thì nó hay ồ ạt, nó hay vào muốn muốn gặp mình ấy. Giới trẻ xong là nó vào gặp xong là chụp ảnh với em xong các kiểu, nó là 11 giờ đêm à. Xong là có hai em chắc là nhỏ nhỏ thôi, chắc là tầm 2K10 gì đấy thôi. Ừ, K10, K11 gì đấy nhỏ thôi. Xong là bảo bắt mẹ chở từ Kim Đồng sang km 5 ấy. Đấy, sang đấy chụp ảnh xong là mẹ bảo là được nó phải bắt mẹ chở sang gặp thần tượng. Bảo trong khi đó em còn không biết là thần tượng là cái gì cơ. Đấy, em bảo là em chỉ là một người rất là bình thường thôi chứ chả là thần tượng hay là gì cả. Thế cho anh hỏi một chút, thế sau những cái quá trình mà dồn dập những cái tin này tin kia thì cuộc sống của em có gì thay đổi không? Em thấy nó chả thay đổi cả. Nếu mà tính ra nếu mà em không lấy vợ ấy thì khả năng là em thay đổi. Nhưng mà từ lúc mà em lấy vợ lại về là em làm YouTube này, quay TikTok các kiểu là vợ hoặc với bên bên ngoại ấy là nó không thích. Là nó bảo là nếu mà mình làm mấy cái mạng xã hội này thì nhiều kiểu nhiều người theo đuổi ấy. Con gái nó hay kiểu thích thích trêu em ấy. Đấy thì vợ là hay ghen, ghen tị quá. Nói chung thì mình gọi là lúc đấy như nói đúng hơn, nhưng lúc đấy nếu mà
Như em thì nó đúng hơn là kiểu dạng như là một người nổi tiếng thì tất nhiên là nó sẽ có những cái Đúng fan rồi, này fan kia, đúng kể rồi, cả người trẻ hay người già thì nó sẽ đúng có những rồi, cái fan này fan kia, thì tất nhiên sẽ không thể nào tránh khỏi được những đúng cái rồi. cuộc gọi là hỏi này hỏi kia, hoặc là bên ngoài ra ngoài ra Đúng đường thì chắc rồi. chắn là nó sẽ có những cái người này người kia nó nhìn ánh mắt Đúng với rồi. lại mình từ cách đi đứng ăn nói thì cũng Đúng sẽ rồi. nó khác hơn đúng không? Em xuống thị trấn là lúc Ừ. đấy mình còn nổi ấy, thì còn hot trên TikTok với Facebook, thì xuống thị trấn là các bạn trẻ, nhưng mà các em phụ nữ con trai các kiểu ấy, nhất là phụ nữ này, sang bắt tay xong là đứng xong là ôm tay chụp ảnh các kiểu, là vợ là liếc mắt nhìn, là nhìn như này thôi, nhìn nhìn mà nó kiểu muốn giết người luôn đấy. Xong là về đến nhà là nó lấy cái đấy để tranh luận với mình, cãi À nhau ầm ĩ lên đấy. thôi, nói chung thì anh không biết Đúng rồi. là gia đình em như nào, nhưng mà thật sự nếu mà là mình trước khi em chưa nổi thì À. quen vợ em, hay là quen rồi mấy em mới À, có những cái vợ em thì em quen từ trước, chưa chưa biết chơi TikTok rồi. à, Ở lúc đấy rồi thì về sau chưa Facebook cũng chưa biết luôn. Đúng rồi về sau cái tin của em nó lan truyền mạnh rồi, nên lúc đầu là là vợ mới có những cái suy nghĩ nó đúng khác rồi, tiêu đúng cực rồi. đúng không? Tại vì lúc đầu mới lấy được thì ở trong bản thì người ta cũng khen, người ta cũng khen bảo là ôi con gái nhà bà đi lấy được con trai này idol TikTok ở đâu họ cũng biết, chúc mừng. Nhưng mà đến cuối cùng về thì thôi, mẹ vợ thì bảo ui thằng này thì làm như này, cái mạng xã hội này nhiều thằng theo đuổi, sau này kiểu gì cũng tan vỡ ấy, các kiểu thế này. Xong là cứ suy nghĩ sâu quá ấy. Xong nó À. cứ nghĩ mới đến mấy cái đấy, xong là cuối cùng làm chấm, bảo là không cho làm YouTube nữa. Kênh kênh của em là gần 5k sub rồi, nhưng mà mẹ vợ ngoại thì không cho làm, bảo là trên thế giới này ai mà có một người mà kiểu để được chồng mình đi làm mấy cái đấy ấy. À. Nó đi làm mấy cái YouTube này, TikTok các kiểu. Xong là em lúc đấy em like TikTok, ngồi trong giường này, đúng cái giường trong này luôn. Xong là em like TikTok, xong là người ta vô nói chuyện kiểu mình PK ấy. Thế là À. vô nói chuyện chơi chơi thôi, vợ em còn giật điện thoại ném luôn điện thoại mà. À. Đấy, xong rồi bảo là ghen tị quá, đấy chỉ là mình nói chuyện qua điện thoại thôi chứ đâu có phải trực tiếp đâu. Rồi Đấy, nhưng mà vợ nó lại ghen tị đến mức thế, làm cái gì cũng không nên. tôi nói chung thì Đấy. bây giờ thì cũng gọi là cái sóng gió thì cũng gọi là Đúng qua rồi, rồi, bây đúng giờ thì rồi. cuộc sống của mình trở về gọi là bình thường rồi, Đúng thì rồi. nên là thứ nhất thì anh cũng rất Đúng là khâm phục rồi. là một người em gái Đúng rất là còn rất là nhỏ tuổi, rồi. nhưng mà từ cái nơi xa xôi Yên Bái à nhỉ, đúng không em nhỉ, Yên Bái. đến đây ở với mình, thì thứ nhất là anh cũng chúc mừng em và hai bạn hai em thì luôn luôn có thật là nhiều sức khỏe, Dạ em mà cảm chắc ơn. chắn là sau này sớm sinh quý Ừ, cái điều đấy thì chắc chắn bắt buộc chắc phải chắn có là bắt rồi buộc rồi, nhưng mà đấy. chắc không sớm cũng muộn. À, ok, xong thì dự định khi nào cưới thì alo cho anh Dạ vâng. sẽ cố gắng sắp xếp lên Điều thăm em một chuyến. đấy thì nhất định rồi, không sớm cũng muộn, tầm chắc cũng 1-2 năm gì đấy Thế để hỏi một nhìn. chút nhá, thế ví dụ như 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 em mà cái không trước trước cái mà có biết là em như này không? Có em lúc đầu em quen là em cũng có kể chuyện, À. mà có kể về cái quá khứ của em cho em ấy nghe hết, biết À. từ đầu đến đuôi, và em đấy thắc mắc thì em luôn giải giải thích cho hết, là cuộc sống là anh như này mới tan nát thôi. Thôi nói chung như anh thì cũng từng gọi là từng rất là nhiều ấy, tương đương nó cũng như em, nhưng mà thôi cái gì qua thì mình coi như là một bài học để mình phấn đấu đi ấy hơn thôi. Lúc đầu thì em bảo là em cảm thấy là em chấp nhận được thì là em có thể là mình tiếp tục, còn nếu mà em không chấp nhận được thì cũng không sao. Đấy, anh không trách em đấy, bởi vì anh biết Ok là quá khứ của anh rất tệ nên thôi, thì bây giờ nói chung thì bây giờ cứ phấn đấu thôi. là. Thế bây giờ sang năm mới này có mục tiêu gì chưa, Năm mới này hai vợ chồng này có một cái dự định gì chưa? mục tiêu thì mình thì ở nhà thì không biết làm gì á, em nghĩ là ở nhà em quay TikTok hay là mình quảng bá sản phẩm các kiểu để bán được đồng nào cũng để đồng đấy, mà thứ nhất là mình một mình thì quay thì nó phức Được tạp mà. một chút, thứ nhất là vợ thì nó không nhịn được cái cười nên là hở tí một tí hài hài là nó cười cười như điên. Cái đấy là một cái hay đấy chứ Đấy, em, đúng cười. mà cái đấy là một cái hay đấy, Ừ, nhưng mà cười vui cũng được, nhưng mà tại vì tại có những cái mà
Cười tự nhiên mới là một cái một điều tốt đẹp nhất đấy. Tại vì đôi lúc ví dụ nếu mà mình diễn thì diễn cười nó lại khác với Đúng lại rồi, cười, mình cười tự nhiên cơ. đúng rồi. Hài, những cái mà mình không không em thấy không thấy buồn cười mới thì em ấy lại cười. Nên là đôi lúc nó diễn thì nó cảm thấy là diễn khó khó đối với bản thân nó. Chính ra diễn nó khó hơn thì Đúng tự rồi, nhiên chứ, tại đúng mà diễn diễn khó hơn tự nhiên. rồi. Diễn nó có nhiều cái lối. Thế tới tới này có dự định đi làm không? Sao không? Hay là ở nhà? Em biết, em cũng có dự định là đi làm nhưng mà em còn chưa xác định được, bởi vì là em xác định đi làm nhưng mà bố mẹ không đồng ý, tại vì là em trước là em làm tuyển dụng thì chị quản lý đấy cũng có gọi em bảo là em đi làm quản lý, đi quản lý công ty là mình chỉ việc là sáng sớm là mình đi chấm công cho công nhân ở cổng công ty thôi, và về thì mình chỉ về ngồi bấm máy tính, hoặc xong là mình có thời gian thì mình tuyển thêm thì mình ăn thêm. Mà Thế làm ấy thì lương nó có cao hơn bình lương thường cơ bản thì 6 còn nếu mà mình không tuyển được người thì mình chỉ đi việc chấm công quản lý công nhân ở công ty thôi thì mình chỉ ăn 6 triệu còn mình tuyển thêm người thì một người đấy công nhân đi làm thì 1 giờ của nó làm trong công ty thì mình ăn 3.000 đồng một trên 1 giờ. thế cũng Nhưng đại mà loại là cái thời gian nó tốt hơn là đúng so rồi, với mình đi đi đúng làm. Thứ rồi, nhất là không so vất vả mấy nhỉ. đúng rồi với kiểu được ngồi trong nhà nhiều với mình có nhiều thời gian, tại đi làm công nhân ví dụ đi công ty thì ôi giờ thì phải cày 12 tiếng, còn bây giờ em đi làm than ấy, làm than thì cũng khổ, vào trong đấy thì thứ nhất là nặng này, khổ á, vào trong đấy là vào sâu nữa đấy. Vì như cái công ty như anh cũng được vào rồi nên là mọi thứ thì nó chắc chắn nó sẽ khắc nghiệt hơn so với Đúng rồi, mình làm tự do bên ngoài. đúng rồi, bố mẹ không đồng ý nhưng mà khả năng là bố mẹ không cho nhưng mà mình vẫn quyết định là cố gắng để theo tiếp. Lúc đầu là em cũng gắn bó với nghề tuyển dụng là 1 năm rồi nhưng mà tại vì là cảm thấy như là tuyển dụng nó nhiều quá ấy. Nhiều quá, mức lương thì đôi lúc ổn định nhưng mà đôi lúc thì 5-6 triệu là điều bình thường, tại vì lúc đấy là công nhân nó bỏ hết ấy, tại vì là nhiều các nhà tuyển dụng khác thì người ta giục công nhân giỏi hơn mình và người ta nói nó ngon ngọt ấy, nó kiểu nó chăm sóc tốt hơn đấy, thì công nhân nó sẽ bỏ sang nhà khác để làm, thế là mình mất công nhân, thế là mình lương của mình cũng tụt luôn. Em thì nói chung là cũng có nhiều người gọi em đi làm cho người ta kiểu như là cũng là bên kinh doanh online thôi đấy, cũng gọi đi làm nhưng mà tại vì là mình cũng chưa biết người ta là ai đấy, cũng chưa chưa biết mặt mũi này. Đấy, chỉ biết là người ta kinh doanh về những các mặt hàng mỹ phẩm các kiểu, người ta thấy tương tác của mình có tốt đấy, nên là người ta muốn gọi mình đi cùng người ta làm đấy.